Người đời thường nói núi cao còn có núi cao hơn. Ở kinh mộ núi cao hơn đó có một nhóm người như thế. Họ sở hữu năng lực đặc biệt, được gọi là dị nhân. Tương truyền, nhiều năm về trước, vài dị nhân đã ngộ ra 8 kỹ năng đặc biệt ở một nơi bí ẩn, mà cách giác ngộ và quy lực lớn mạnh của nó có thể lay chuyển cả thế giới dị nhân. Để giành giật 8 kỹ năng đặc biệt, các dị nhân đã dấy lên một cuộc chiến gió tanh mưa máu. Năm đó là năm giáp thân, lịch sử gọi đó là loạn giáp thân. Những nhân vật truyền kỳ bỏ mạng hoặc mai danh mẫn tích. Bí mật to lớn bị chôn vùi. Mệt rồi đúng không? Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ một đêm nọ. Một đám khốn nạn coi thường tao, không cho tao uống rượu. Tao tự có rượu. Sẽ có ngày tao sẽ rời khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này. Bản già, mượn bia mụ nhị một tí. Dậy đi, dậy uống dậy. Không uống nữa, tôi sẽ không uống rượu nữa. Lấy được thi thể rồi, chúng ta đi thôi. Tối đó, cùng với thi thể bị trộm này, mầm tai họa bị chôn vô từ 60 năm trước đã xuất hiện trở lại thế giới dị nhân. Một lần nữa dấy lên dùng tố. Lập lạc, ở vùng quê quan vắng nghèo nàn này thì có đồ bồi tám gì chứ? Đến nhà này còn ổn đấy. Bên đó thất đức nhất đấy. Ông xem đi, thi thể cũng bị đem đi rồi. Tối qua tôi đã tận mắt nhìn thấy đó. Ông bảo có tên trộm mụ nào mà chuyên trộm thi thể lâu năm chứ? Bao nhiêu năm rồi chứ? Đây là mộ ai thế? Trương Tích Lâm. Các em sinh viên thân mến, tiếp theo đây tôi xin long trọng giới thiệu với mọi người nhân vật truyền kỳ nhất. Năm nhất cậu ấy đã dẫn đầu đội thể thao chúng ta giành được quán quân đội và quán quân cá nhân trong hội thể thao sinh viên toàn quốc. Năm 2, cậu ấy rút lui khỏi đội thể thao, chuyển sang nghiên cứu học thuật. Sở Lan, tôi không lên. Không căng thẳng. Trước đây từng gặp cảnh này bao giờ chưa? Tôi tin là cậu sẽ không có vấn đề gì. Đi đi. Tiếp theo chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón đại anh huyền kỳ này lên sân khấu. Ai thế? Gọi đàn anh. Đàn anh Ngô đâu? Gọi đàn anh Ngô ra đây.
Các đàn em, mọi người có khỏe không? Khỏe. Chúng ta trẻ thế này, chúng ta có thể tiếp thu nhiều văn hóa đa dạng và giá trị quan hơn nữa. Trước mặt chúng ta là tương lai với vô vàn khả năng. Thứ chúng ta không thiếu nhất chính là... Alo? Chủ nhiệm thôn. Chủ nhiệm thôn nào vậy? Thi thể ông nội tôi bị trộm rồi. Thi thể ông nội ông mới bị trộm mấy. Đi nè. Chủ nhiệm thôn, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tôi mà biết xảy ra chuyện gì thì phải gọi cậu về từ nơi xa xôi thế sao? Sở Lam, ông cậu chỉ có một người thân là cậu. Bây giờ thi thể ông cậu bị trộm rồi. Chuyện này cậu phải tự quyết định đấy nhé. Không sao, tôi sẽ điều tra tung tích thi thể của ông nội tôi. Ông nội cô. Ông nội tôi Trương Tích Lâm. Tôi là cháu gái ông ấy, có tên Trương Bảo Bảo. Tôi là chị cậu. Cuối cùng cũng gặp nhau rồi. Cô đi nè, tôi lấy đâu ra chị? Trương Tích Lâm là ông nội tôi, Trương Diêu Đức là bố tôi. 14 năm trước nhà họ Trương tới thôn này. Định Trương, cả nhà gồm ba người là người của ba thế hệ. Trương Tích Lâm, Trương Diêu Đức và Trương Sở Lam. Cậu tên Trương Sở Lam năm nay 22, đang học đại học trong thành phố. Năm cậu 10 tuổi, ông nội bị giết hại. Trương Diêu Đức đã tới tìm mẹ tôi. Sao tôi chưa từng nghe nói nhà họ Trương có con gái chứ? Không lâu trước mẹ tôi mới nói với tôi chuyện này. Cũng là bà ấy bảo tôi tới đây thăm mộ của ông. Anh nói linh tinh. Chỉ dựa vào một bức ảnh cô hỏi thử xem ai sẽ tin lời hàm hồ của cô chứ. Đây là con trai của Trương Tích Lâm à? Nói chứ, nhìn nhân trung này trông cũng giống đấy chứ. Đúng, nhìn bắt điện kìa. Tôi còn trách làm ông ấy. Tôi cứ tưởng là Sở Lam được ông ấy nhập về cơ. Bây giờ lại lúc hóng chuyện à? Đây là điểm mấu chốt cơ. Mấu chốt là cái bà này rất có khả năng là lừa đảo. Chủ nhiệm, ông phân xử một câu xem nào. Tôi là người nhà họ Trương, tôi sẽ xử lý chuyện của ông nội. Chủ nhiệm, cảm ơn ông. Nếu mà hai người có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với thôn. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Nếu hai người phát hiện ra manh mối gì thì cũng có thể báo trực tiếp với tôi. Tôi không làm phiền hai người hàm yên nữa. Rút lui. Đi, không làm phiền nữa. Chủ nhiệm, người này rất đáng ngờ. Ông ơi, hôm nay cháu làm chân giò, chắc là ông cũng không ăn được nữa.
Sở Lam à, ông làm chân giò to cho cháu ăn nhé. Bao năm qua ông luôn dẫn cháu đi trốn khắp nơi, tới lúc chết cũng không nói cho cháu biết tại sao. Bây giờ mộ bị đào lên, thi thể cũng bị trộm mất. Hay là ông báo mộng cho cháu, nói với cháu kẻ thù là ai. Bảo danh chị gái tôi, tôi thấy khả năng cao là cô trộm thi thể ông tôi đó. Lần này tôi phải ghi lại làm bằng chứng thép luôn. Đừng lại đây. Cô vừa giết thứ gì đấy? Cô yên tâm, tôi không thấy gì hết. Tôi cũng không nói với ai đâu. Đại ân đại đức ghi nhớ trong lòng. Hôm khác tôi mời cô đi ăn. Cô muốn làm gì tôi? Tôi không thấy gì thật mà. Cứu giới. Đừng kêu nữa, không ai nghe thấy đâu. Cứu giới. Chỉ tôi nghe thấy được thôi. Mà tôi thì không cứu cậu đâu. Con mụ điên này, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cậu thấy quá nhiều thứ rồi, tôi cũng hết cách, chỉ có thể chôn cậu thôi. Tôi thấy cái gì mà cô đòi chôn tôi? Cô là xã hội đen à? Nói chôn là chôn. Chị ơi, em là Trương Sở Lan. Em là em ruột của chị. Chắc chắn chị không đổ lòng chung em đúng không? Dù sao cũng là máu mủ ruột gà. Chị biết không, từ lần đầu tiên gặp chị em đã vô cùng có cảm tình với chị. Em thấy hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi. Đúng rồi, chị ơi, ông bố vô dụng của chúng ta, ông bố già của chúng ta giờ vẫn khỏe chứ? Một con mụ điên giả danh chị gái người khác lại cầm dao phay chém một đám quái vật bùn cát, không biết từ đâu chui ra. Không đúng, chắc chắn là mình đang mơ. Giờ mình vẫn đang ở ký túc xá, mình chưa hề về nhà. Chắc chắn là dạo này học hành áp lực quá. Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Vui vẻ đối diện với hiện thực đi. Đồ ngu. Chị đây không chờ với cậu nữa. Chị cứ thế mà đi à? Cậu cứ tự vui vẻ đối mặt với hiện thực ở đây đi. Chị giải quyết chúng rồi, hãy chôn tôi cũng được mà. Đừng đến đây. Cô thế giới.
Bảo Bảo, sao rồi? Đến trễ rồi, mộ của Trương Tích Lâm đã bị khám sạch, cũng chẳng tìm được xác nữa. Chúng ta vẫn đến trễ rồi. Đúng rồi, Tam này, tôi còn bị con rối tấn công đấy. Con rối? Chỉ có người điều khiển rối tương tay mới điều khiển được chúng thôi. Họ cũng nhúng tay vào hơn nữa tại sao? Họ lại có hứng thú với xác của Trương Tích Lâm. Cố tôi với. Ai đang ở đó vậy? Trương Sở Lam. Trương Sở Lam kêu gào gì vậy? Cậu ta bị con rối bao vây. Cô bỏ lệnh Trương Sở Lam trong đống con rối lá. Yên tâm, thằng nhóc đó không chết được đâu. Sao lại không chết được? Cậu ta là người bình thường mà. Đã nói với anh rồi, thằng nhóc đó không chết được. Bảo Bảo, đừng nói vậy. Cô chuyện giống giống như vậy, chỉ để trộm xác của Trương Tích Lâm. Cậu ta may mắn như vậy sao? Một người bình thường, có người âm thầm giết cậu ta. Bảo Bảo, cô từng học đại học chưa? Đại học? Để tôi dựng cái này lên. Cô học cách nói đùa từ bao giờ vậy? Để tôi làm thẻ sinh viên cho cô. Cô chuẩn bị đi học đi. Thế là tôi lại có thân phận mới rồi. Cô cứ tiếp tục mang tên Bảo Bảo là được. Vậy tôi không cần điều tra xác của Trương Tích Lâm nữa sao? Tôi và Lão Tứ sẽ điều tra. Xe bài đánh gấp xác cô máy. Cố tôi với. Cố tôi với. Đừng đến đây. Cố tôi với. Cố tôi với. Đừng đến đây. Đừng đến đây. Cố tôi với. Đừng đến đây. Đừng có đến đây. Đừng có đứng đây. Tôi giảng bài. Giờ đến thế cơ à? Thầy đương nhiên không phải vậy. Thầy giảng bài dư âm nhân giọng bên tai, thức tỉnh người ngu muội. Nhiều đồ anh vốn muốn âm thầm hết lên. 200 đô. Nhiều thế. Vậy anh nói xem, tôi giảng đến đâu rồi? Thầy giảng đến khởi đầu của dạng vật. Khởi đầu của dạng vật. Mọi vật tối giản, phát triển thành phức tạp. Phát triển thành phức tạp. Em lại sao nổi vậy? Cô ta. Cô ta đến từ bao giờ vậy? Đến lúc em ngủ đấy. Có vấn đề gì không? Thầy Dịch, cô ta không phải sinh viên trường mình đâu. Đây là thẻ sinh viên của tôi. Thẻ sinh viên của cô ta là giả. Có sinh viên nào đeo thẻ sinh viên trên cổ không? Đeo thẻ sinh viên trên cổ thì không dễ mất. Trương Sở Lam, em ngủ tiếp đi. Đừng làm phiền các bạn khác nghe giảng. Tiền học là học thuyết của sự sâu xa. Nó được lập luận bằng lời dạy của tổ tiên Lão Trang. Lão Tử, sao vậy lại đến luận bọn tôi? Có mục đích gì? Tôi đến học đại học. Thì đến học gì? Xương xào chua ngọt. Cần người chăm sóc. Thêm trứng kho. Tiệm ăn gần trường này ngon thật đấy. Chị xem tôi mua cả đống đồ ăn cho chị. Chị cũng nên có qua có lại chứ gì. Không thấy xác con mình đâu nữa. Chúng ta phải tìm xác về. Tôi không phải chị cậu. Sao chị lại không phải chị tôi chứ? Chị là chị của tôi. Tôi lần đầu thấy chị tôi đã thấy chúng ta rất giống nhau rồi. Y như được đúc ra từ cùng một khuôn ấy.
Tôi thật sự không phải vậy cậu. Hôm qua chị còn nói phải mà không qua phải. Hôm nay không phải nữa. Giúp họ cũng là giúp. Tôi tên Từ Bảo Bảo, là sinh viên trao đổi đến từ tỉnh Đài Loan. Bố tôi nếm mẫu một công ty ở Đại Lục, chuyên sản xuất sản phẩm nhựa cây cao cấp. Hộ khẩu tổ tiên của tôi là thành phố Trương Đài, tỉnh Hồ Yến. Mẹ tôi thì không biết. Tỉnh Đài Loan. Rõ ràng chị nói giọng tam xuyên mà. Giờ nói dối cũng không cần kịch bản nữa à. Tôi đi chị biết, dù chị là ai, dù chị có mục đích gì thì sau này cũng đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi không phải dạng vừa đâu. Chắc là không được. Cậu đợi một lát, tôi gọi điện xác nhận đã. Alo, Từ Tam mà. Có phải người tôi mua chuộc được sẽ do tôi toàn quyền sắp xếp không? Thế này là không xem mình là người à? Hỏi rõ ràng rồi, Trương Sở Lam, từ hôm nay cậu sẽ là nô lệ của tôi. Nô lệ? Nô cái đầu chị ấy. Cậu đừng kích động thế. Chúng ta ra ngoài nói. Cứu giới. Ai là cậu à? Cứu cứu cháu giết. Cứu cái gì? Có một mụ điên cầm con dao muốn chém cháu. Không thể nào. Ban ngày ban mặt, trường học hài hòa, ai mà dám chứ. Thật đó cậu. Cậu mau báo cảnh sát đi. Cô ta có dao đó. Báo cảnh sát cái gì? Tôi là bảo vệ đây. Cô ta đến rồi. Cậu thấy cái gì vậy? Làm tôi giật cả mình. Ai đó? Vào đi. Xin chào, do hỏi Trương Sở Lam gọi đi không? Là cô ta, cậu hết ý gì hả? Cậu làm người ta sợ quá đi. Đây chỉ là một cô gái thôi mà. Cô ta có dao. Cô bạn, nghe chú bảo vệ nói đi. Đưa dao cho chú. Nghe lời. Đây là dao hả? Đây là dao hả? Cậu tin cháu đi. Cháu đã tận mắt thấy cô ta cầm một con dao thật chính một phát biết tôi tuổi đấy. Chắc chắn dao đang ở trên người cô ta. Đứng dậy. Đàn ông con trai, cậu xem cậu đi. Hóp bụng lại, cưỡng ngực ra, đừng cầm lên. Cô bạn này, hay giáo sao thế? Tôi là chủ nhân của cậu ấy. Im đi. Cháu nói trước đi. Cậu ấy là nô lệ của tôi. Hiểu rồi. Cậu nói đi. Chú nghe thấy rồi còn gì? Cô ta bảo cháu làm nô lệ của cô ta. Hay cho cậu quá rồi. Chuyện tốt thế này còn gì? Thanh niên mấy đứa biết chơi thật. Dọn dẹp cho tôi lộn xộn hết cả rồi. Không sao, để tôi. Cậu xem đi. Con gái người ta ngoan mãn chưa kìa. Chú nói này, sao cháu lại yên tên này thế? Không sao,
Tôi sẽ từ từ dạy. Phải, dẫn về. Từ từ dạy. Còn chạy không? Còn chạy không? Không chạy nữa. Nói chuyện chứ. Nói chuyện chứ. Đồng ý rồi kìa. Đi thôi. Đi thôi. Đi đi chứ. Nào, đại công nại nói. Nào, đi, nào, cầm đồ chơi đi. Đi, đi mau, đàng hoàng vào đấy. Có thấy còn gì? Phải không? Tìm một nơi có cảnh đẹp, nói chuyện đàng hoàng. Qua thuận thế cơ mà. Xem đi. Được, đi đi. Đi đi. Nói đi, chị có mục đích gì? Thể hiện lại cách cậu dùng để thoát khỏi con rối tối qua đi. Nhanh lên, cậu đừng dơ dịch. Cậu có cách. Tối qua tôi đã phát hiện ra rồi. Tôi đi cậu lại đó là để xem cậu định giả vờ đến bao giờ. Rốt cuộc chị là ai? Nhanh, thể hiện đi. Cậu đã là nô lệ của tôi rồi. Đừng ép tôi nặng tay. Vốn dĩ tôi từng thề sẽ không thể hiện khả năng của mình trước mặt người bình thường nữa. Chị bảo tôi sai rồi. Tôi thực sự không biết mà. Cậu khóc cái gì? Bộ đồ này đắt lắm ạ. Cậu xem tôi có lòng thành như thế. Chỉ chém đứt quần áo của cậu chứ không làm cơ thể cậu bị thương. Tắt. Chị làm gì đó? Gửi cho chủ nhiệm thôn. Gửi cho chủ nhiệm thôn làm gì? Không ngờ lại là cắt cấm. Không ngờ chị ta lại nhìn thấy nó. Có thứ này mà cậu không khó chịu à? Chị là biến thái hả? Là chị khiến tôi thành thế này. Thế mà còn quan tâm tôi. Thế này đi, sau này cậu hãy nhận tôi là chủ nhân. Không thì tôi sẽ đăng hình của cậu danh diễn đàn trường. Được, thưa chị Bảo, kẻ hèn Trương Sở Lam từ hôm nay sẽ là nô lệ của chị. Xin chị sai Bảo thoải mái. Tuyệt đối đừng xem tôi là người. Không gọi là chị Bảo, đội chủ nhân. Cầm lấy. Nơi 6310. Đồ cổ đông ra vậy. Điện thoại khác không chịu nổi hành hạ. Hành hạ? Chị muốn làm gì? Vừa khéo, tôi sẽ liên lạc với cậu qua điện thoại. Ông mà. Ai? Tôi đi sửa cửa đây. Vậy tôi phải làm sao? Sao tôi biết được? Vậy chị cũng phải đưa tôi bộ quần áo chứ. Anh ơi, chúng mình qua đó tập nhảy đi. Anh làm gì vậy? Đàn chống công cộng đó. Anh sợ em lạnh để anh khoác áo cho em. Hôn cái nhát em gái. Ghét ghê. Chị Hạ Hòa đã đưa thi thể của Trương Tích Lâm qua rồi. Tốc độ đấy. Không, không cần.
Bé Lại Lương, đi thôi. Mật thất kinh dị như vậy, sao cứ phải hẹn nhau ở đây? Chỉ có ở đây, con đuối của tôi mới không bị ai chú ý trong mắt người khác. Con đuối chỉ là một đám NPC rất tích cực mà thôi. Tôi đã mang thi thể mà các người cần tới rồi. Đi đi. Là ông ta làm tốt đấy. Tôi đã mang thi thể của Trương Tích Lâm đến cho anh rồi. Còn chuyện anh đã hứa, vậy phải xem có lấy được thế tôi muốn không đã. Ông cụ mất lâu vậy rồi mà vẫn có thể rút ra nhiều khí như vậy trên người. Đáng tiếc, chỉ dựa vào năng lượng của mấy mảnh vụn này, chắc sẽ chẳng lấy được thông tin hữu ích nào. Bảo này, tôi đã mang xác của Trương Tích Lâm tới rồi, giờ có thể gia nhập toàn tính của các anh rồi chứ? Xin lỗi nhé, vì thi thể mà cô mang tới hiệu quả không được lý tưởng cho lắm nên chúng tôi vẫn chưa thể kết nạp cô được. Anh đã hứa với tôi rồi, giờ là định đổi ý à? Mộng tôi vốn vừa không đáng tin, vừa không có quy tắc, cô còn lại gì nữa? Muốn nhập hội bọn tôi mà chỉ làm nhiệm vụ đơn giản vậy thì không được đâu. Trình độ của cô bây giờ vẫn chưa đủ đạt đâu. Chị ơi, bị thuật của chị có hình có chất rồi. Ngay cả thứ không có sinh mệnh này cũng không chịu đựng nổi. Bất kể chúng có hình thái gì thì cũng không bỏ được dục vọng. Nhằm thủ tục ở tầng mấy thì coi như tôi chưa từng tới. Khoan đã, để lại thi thể, tôi sẽ cho cô cơ hội nữa. Cô nói mình đã gặp cháu trai của Trương Tích Lâm và một mụ điên cầm dao phay. Con mụ đó thì cô đừng dây vào. Nhưng cháu trai của Trương Tích Lâm, theo lý mà nói thì chắc cũng là dị nhân. Cô đưa cho ông ta đến đây, bất kể sống hay chết, như vậy là cô có thể nhập hội với bọn tôi rồi. Sao tôi phải tin anh? Nếu anh lại đổi ý thì sao? Cô ở ngay đằng đó, cô muốn làm thì cứ tự nhiên. Với lại tôi vốn không có nghĩa vụ phải làm cô tin. Được, vậy tôi sẽ tin anh thêm lần nữa. Đưa cháu của Trương Tích Lâm đến cho các anh. Biến thái, còn tập đến tối muộn thế này thật. Anh ơi, hình như ở đó có người. Biến thái, anh ta không mặc đồ. Mau cầm điện thoại chụp lại đi. Anh ta chạy kìa, mau lên. Mau chụp lại, chạy rồi. Dạo gần đây thường có sấm chớp bất thường, thực tế là do ảnh hưởng của không khí ẩm, là hiện tượng rất bình thường. Xin quý vị thính giả đừng quá lo lắng. Ra ngoài vào mùa mưa hãy nhớ mang theo ô hoặc áo mưa. Cô chủ,
Bao nhiêu tiền? Đây. Bộ đồ cosplay của cậu làm cũng đẹp đấy. Bộ ở đâu vậy? Giỏ đen. Giỏ đen á? Cậu làm đạo sĩ thật hả? Thế nào là thật? Thế nào là giả? Tàu điện ngầm đi về núi Giỏ Đen, sắp vào trạm. Các hành khách vui lòng đứng sau và an toàn, chuẩn bị để lên tàu. Đội cảnh, sao có thể không hỏi mà tự xuất hiện được? Bao năm trôi qua rồi, bà khí vẫn chưa tan hết. Lúc ông cụ này còn sống, phải mạnh đến mức nào nhỉ? Vậy để tôi xem trong ký ức của ông ta còn có gì nhé. Chúng ta nhất định phải tìm ra cháu trai ông ta. Rốt cuộc người trong đội cảnh là ai? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
身上受了伤，还是依然放声歌唱，在拥